Hôm nay em sẽ nói về chủ đề quỹ đầu tư. Quỹ đầu tư này sẽ chia làm hai loại hình. Loại hình thứ nhất đó chính là quỹ đóng. Quỹ đóng là quỹ huy động một lần, thời gian hoạt động thì có thời gian hoạt động xác định, và khi quỹ này đóng thì sẽ không còn quỹ này nữa. Và quỹ này sẽ niêm yết trên sàn, nhà đầu tư muốn rút vốn sẽ bán thẳng trên sàn để rút. Hình thức thứ hai đó chính là quỹ mở. Quỹ mở là quỹ huy động liên tục và có thời gian hoạt động không xác định. Quỹ này không niêm yết trên sàn, nếu nhà đầu tư muốn bán lại sẽ bán cho quỹ. Thì hình thức phổ biến hiện nay ở Việt Nam đó chính là quỹ mở. Ở Việt Nam mình sẽ có rất nhiều quỹ đầu tư, và trong phần này em sẽ giới thiệu về các quỹ nổi tiếng ở Việt Nam, và phần sau em sẽ giới thiệu về cách thức hoạt động của từng quỹ. Quỹ thứ nhất đó chính là quỹ Dragon Capital, quỹ thứ hai là Vina Capital. Hai quỹ này gọi là công ty quản lý quỹ bởi vì nó có nhiều công ty con, và hai quỹ này rất nổi tiếng ở Việt Nam. Quỹ thứ ba đó chính là Venture Capital, quỹ này là quỹ đầu tư mạo hiểm. Em nhắc đến quỹ này bởi vì nó có liên quan đến SVB phá sản vừa rồi. Quỹ thứ tư đó chính là quỹ ETF, hay còn gọi là quỹ mô phỏng chỉ số. Quỹ ETF này nó vừa là quỹ mở mà còn vừa là quỹ đóng. Giống quỹ mở bởi vì nó gọi vốn liên tục, còn giống quỹ đóng bởi vì nó có niêm yết trên sàn. Ở Việt Nam có một số quỹ ETF nổi tiếng như là VNM ETF hay còn gọi là VNET, FTSE ETF, thì quỹ này của Deutsche Bank quản lý. Thì đây là hai quỹ lâu đời nhất ở Việt Nam và được thành lập vào năm 2010, 2011. Và một quỹ nữa là quỹ iShares hay còn gọi là MSCI. Thì quỹ này đó chính là quỹ ETF lớn nhất thế giới. Quỹ thứ năm đó chính là Diamond. Đặc trưng của quỹ này là những mã cổ phiếu hết hoặc gần hết rung ngoại, và đa phần những cổ phiếu này là những cổ phiếu chất lượng. Quỹ thứ sáu đó chính là quỹ Fubon. Thì dạo gần đây mọi người hay nghe nói đến Fubon. Thì quỹ Fubon này là quỹ đến từ Đài Loan, và quỹ này đầu tư vào Việt Nam là do lo sợ bất ổn chính trị nên chuyển tiền đầu tư vào các nước khác, và trong đó có Việt Nam. Trong phần sau thì em sẽ nói về cách thức hoạt động của các quỹ. Hy vọng là những điều em vừa chia sẻ sẽ đem lại những thông tin hữu ích cho anh chị. Hãy like và ủng hộ em nha.